Hôm nay tôi đưa các bạn gần xa đến với tỉnh Hưng Yên. Giờ xin mời quý vị và các bạn hãy xem qua ngôi nhà đẹp của chủ nhà và hai bức tranh đồng quê và bức tranh sơn thủy này tôi vẽ nhà anh Hảo ở Hòe Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên. Hai bức tranh này là đi 10 m², thời gian vẽ là 5 ngày. Với bức tranh đồng quê với cả bức tranh sơn thủy này tôi vẽ năm 2023. Về giá tranh tường năm 2023 này tôi nhận là 900.000 1 m². 900.000 1 m², tôi sẽ vẽ cho quý vị và đẹp cũng như là sự bền màu. Ở ngoài trời là bền màu khoảng 25 hoặc là hơn lâu nữa. Quý vị và các bạn sẽ được bức tranh vừa đẹp cũng như là sự bền màu. Giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nhau ngắm tranh. Ngọc điện chốn Kim Môn, cô ra vào Ngọc điện chốn Kim Môn. Danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cùng. Xinh thay một thu có đôi ngàn, bầu trời cảnh Phật ý phóng quan bốn mùa. Trên bát ngát trăm hoa đua lỡ, dưới cành bày cầm thú đua chơi. À ơi à, ơi à. Chim bay vật với mọi lời, cá treo ngược nước ấy, lượn bơi vẫy vùng trên rừng tùng. Gió rùng sao sắc đỉnh núi lon, đá vách treo leo cái dòng sông nước chảy trong veo. Ý à ơi à, ơi à. Sông thương nước chảy trong veo, thuyền xuôi ngược ngựa ý, có tiếng hò reo vang lừng. Nhìn đá núi mây hồng cao thấp chứ ngàn hoa, có hoa tăm tắp màu xanh ý, à, ơi à, ơi à. Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thanh, hoa tô sắc thắm mây, mây màu ấm êm. Nhìn cảnh vật rừng xim mau cá chợt măng giang, măng nứa măng tre thì các bạn tiên đùng đỉnh xa về. Bài khai đô chiều lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang. Tính cô hay mang trúc mang giang à, chiều quang sáng tỏ lưng trời, một màu son sắc tốt tươi rườm rà. Trên ngàn xanh năm quả nhiều hoa à, đêm 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 anh đuốc lập nghe tai, nghe tiếng ngũ tu rừng gọi nhau. Đuốc ngài sáng tỏ lưng trời, một màu son sắc tốt tươi rườm rà. Trên ngàn xanh năm quả nhiều hoa à, ngàn xanh năm quả nhiều hoa. Cô đôi giả gót vào ra là sớm chiều, trước lưng đeo lặng chiếu lưng đeo à, 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 à. Xe lăn thanh giá hồ cùng. Và vâng, xin mời quý vị và các bạn hãy quay lại ngắm tranh của nhà anh Hảo. Về giá tranh tường thì năm 2023 là tôi nhận là 900.000 1 m². Tôi sẽ luyện màu ở ngoài trời lại cho quý vị và các bạn được bền màu 25 hoặc là lâu hơn nữa. Với những gì mà các bạn đang xem đây là rất đẹp cũng như là bền màu và cũng như là sang trọng cho căn nhà biệt thự của các bạn đây.
và thời lượng 5 phút của nhà anh Hảo đến đây đã hết. Xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn quý vị và các bạn video lần sau nhà khác. Xin chào.